Mới đây thì một thanh niên 19 tuổi người Texas, Lige Bensley, bị cáo buộc đã đột nhập vào căn hộ của một phụ nữ, sau đó cắn vào cổ của người này. Tuy nhiên thì người phụ nữ đã trốn thoát và báo với cảnh sát, sau đó Lige Bensley bị bắt vì tội hành hung. Lige Bensley tuyên bố anh ta là một con ma cà rồng thế kỷ và cần máu tươi để sống. Con người ngày càng quan tâm đến sự tồn tại của ma cà rồng và tự hỏi liệu sinh vật này có thật sự tồn tại và việc hút máu tươi như vậy là có an toàn hay không. Câu trả lời là với một lượng máu nhỏ, khoảng vài thìa cà phê và không mang các bệnh truyền nhiễm thì máu có thể không làm hại đến sức khỏe con người. Tuy nhiên, một thực tế là uống máu rất độc do máu giàu chất sắt, trong khi việc bài tiết sắt đối với cơ thể con người rất khó khăn, do đó sẽ dẫn đến nguy cơ thừa sắt. Khi sắt ở liều cao sẽ trở thành chất độc và là nguyên nhân gây ra nhiều bệnh như là tổn thương gan, tích tụ nước trong phổi, mất nước, huyết áp thấp và các rối loạn thần kinh. Đối với một số động vật hút máu như là ma cà rồng, chúng có thể đào thải lượng sắt thừa nhờ vào cơ chế tiêu hóa đặc biệt, trong khi con người thì không có khả năng này. Vì vậy, việc uống máu của con người sẽ gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe. Catherine Ramsland, tác giả của cuốn sách Khoa học ma cà rồng cho biết, mặc dù máu rất cần thiết cho sự sống như là trái tim, mạch máu, nhưng uống máu lại là một vấn đề hoàn toàn khác. Và đương nhiên, uống càng nhiều máu thì chất độc trong đó sẽ gây tổn hại càng lớn cho sức khỏe.